Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Network Man Shadow Ways. Xin chào các bạn, rất là vui được quay trở lại video ngày hôm nay và tôi là Duy đây. Hơn một tháng rồi tôi chưa chia sẻ kiến thức mảng công nghiệp dành cho các anh em. Hiện tại là tôi biết rằng là các anh em đang rất muốn nghe và bản thân tôi đang rất muốn chia sẻ những kiến thức tuyệt vời dành cho các anh em. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái thông tin liên quan tới mảng công nghiệp. Từ cái số này trở đi thì tôi sẽ chia sẻ theo cái tuần tự, anh em phải theo dõi cái mạch video thì chúng ta sẽ nhận được những cái giá trị tốt nhất nha. Rồi thì không có nói dài dòng nữa, tôi bắt đầu video ngày hôm nay. Nếu mà anh em làm giải pháp mạng công nghiệp thì nó rộng lớn lắm, nhưng mà tôi sẽ nói gọn hơn như sau. Bình thường nếu mà một hệ thống của chúng ta hiện hữu thì anh em biết được nó đã có những cái máy móc ở hiện trường, thì chúng ta sẽ có những cái thiết bị giám sát, thiết bị điều khiển để những cái hệ thống đó vận hành một cách trơn tru. Nhưng mà bây giờ anh em cần phải phân biệt được là cái thiết bị, ví dụ như con cảm biến nhiệt độ nó nằm ở lớp nào, cái tầng nào, rồi tiếp theo nữa là những thiết bị chuyển đổi tín hiệu nó nằm ở tầng nào, rồi cái hệ SCADA của mình nằm ở tầng nào, rồi lên cao nữa thì có những cái tầng như thế nào. Thì ngày hôm nay sau khi anh em xem xong video này thì anh em sẽ nắm được cái vấn đề đó. Rồi thì để dễ hiểu hơn cho anh em khi mà tiếp xúc với cái lĩnh vực này, tiếp xúc với mảng công nghiệp bước đầu nha, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái lớp trong đó, là tôi cái layer này là tôi sẽ ghi ra cái ý nghĩa của nó là cho anh em phân biệt được là cái tầng thiết bị, có nghĩa là cái thiết bị chúng ta nằm ở cái tầng nào nha, để chúng ta dễ làm việc, để chúng ta sau này tích hợp vào hệ thống chúng ta biết được cái thiết bị, biết được giải pháp chúng ta cần can thiệp là nằm ở khu vực nào nha. Rồi thì bây giờ đầu tiên thì tôi sẽ bắt đầu từ những thiết bị gọi là ở phía dưới hiện trường nhất. Ví dụ như trong cái hệ thống của chúng ta, trong nhà máy của chúng ta cần giám sát thiết bị đó. Ví dụ như giám sát được nhiệt độ, độ ẩm của nhiều phòng, giám sát được cái máy chạy như thế nào, giám sát được cái máy đó có on hay là off, giám sát được điện năng, giám sát được áp suất, giám sát được vị trí của sensor, ví dụ vậy, vân vân. Thì bây giờ đầu tiên thì tôi ghi trên ngay chỗ đây thì cái đó là layer 0 nha. Layer 0 thì nó sẽ bao gồm những cái loại thiết bị ở hiện trường nha. Thì tôi gọi ví dụ như giờ tôi sử dụng cái thiết bị đó để giám sát cái tình trạng máy móc đó. Tại vì cái bài toán của tôi đặt ra là như vậy nè. Khi mà trong một nhà máy của chúng ta thì chúng ta sẽ có những thiết bị ở hiện trường, đúng không? Thì ví dụ như chúng ta sẽ có những cái cảm biến nhiệt độ, tôi gọi là temperature nha, viết tắt là TEM. Cảm biến đo độ ẩm, humidity nha, humid nha. Rồi cái thứ ba nữa là ví dụ như cảm biến áp suất là pressure ha. Đó, thì những cái tín hiệu này là tín hiệu thường á, thì tôi để ý thấy rằng là ở dưới con người hết 80-90% là tín hiệu analog. Analog có nghĩa là 4-20 mA hoặc là 0-10 V, tùy thuộc vào các bạn sử dụng loại cảm biến nào nha. Thì đây là tín hiệu dòng và đây là tín hiệu áp. Chúng ta sẽ lấy cái tín hiệu này vào cái hệ BOC của chúng ta, hoặc là vào cái những cái con IO module, thì tôi sẽ trình bày ở tầng tiếp theo. Nhưng mà tôi sẽ mô tả cho anh em biết được là ở dưới cái layer, cái gọi là cái tầng thấp nhất của chúng ta có những thiết bị trường ở hiện trường á là như thế nào nha. Rồi ngoài những cái này thì chúng ta có những cái switch hoặc là những cái công tắc nha. Cái này tôi gọi là switch công tắc nha, anh em đừng có nhầm lẫn. Ví dụ như thiết bị chuyển mạch, công tắc ví dụ ở đây là tôi thực hiện cái việc là on hoặc là off đấy. Rồi ngoài ra thì tôi gọi là DI nha. Chỗ này là tôi viết tắt á, là switch này là DI. Ví dụ như tôi muốn giám sát chỗ đó là mở hay là đóng. Mà khi mà trong cái hệ an toàn thì chúng ta muốn là chỗ đó là mở cửa hay đóng cửa. Thứ hai là tín hiệu điện relay là on hay là off thì chúng ta sẽ biết được nha. Ngoài ra thì chúng ta biết được là DO là để cũng là tương ứng giống như vậy thôi, nhưng mà nó là cái tín hiệu output ra. Output có nghĩa là gì? Ví dụ như là khi mà chúng ta DI là nhận vào để đưa vào cái hệ cho chúng ta giám sát, còn DO á là chúng ta sao? Chúng ta điều khiển lại nha. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ bắt gặp
Đây là cái loại cảm biến 420 không tới 10V. Anh em sẽ gặp được một loại cảm biến nữa là nó liên quan tới RTD hoặc là cảm biến BT hoặc là đầu dò loại K, canh nhiệt vân vân, thì cái đó nó sẽ có cái bộ chuyển đổi qua bên này để anh em đọc về nha. Vậy thì ở lớp layer 0 này, anh em sẽ biết được đây là những cái thiết bị trường của chúng ta. Chúng ta sẽ giám sát nó nhờ những con cảm biến như thế này. Chúng ta giám sát được cái môi trường xung quanh đó, giám sát được cái máy móc đó, giám sát được cái tình trạng tại đó. Ví dụ như cái motor, mình muốn giám sát được nó là chạy hay là không chạy. Hoặc là chúng ta giám sát được những cái, chúng ta có power meter. Power meter là cái gì? Đồng hồ đa chức năng. Mình gọi là multi power meter ha. Power meter ha. Đấy, thì những cái đồng hồ này nó sử dụng giao thức là RS485 Modbus RTU. RS485 Modbus RTU. Rồi, ok, thì đó là cái giao thức nằm ở phía dưới. Mục đích những cái đồng hồ này là chúng ta đo được là ví dụ như trong cái hệ ba pha của chúng ta chạy là cái điện áp, cái dòng điện, cái tần số, rồi công suất đó nó chạy được bao nhiêu, rồi từ đó truyền thông lên cái hệ BOC của chúng ta nha. Rồi thì đây là lớp layer 0, anh em biết được nó như thế nào rồi ha. Thì bây giờ sau khi xong lớp layer 0 này thì tôi gạch một cái đi, tôi sẽ nhảy lên lớp layer 1. Rồi thì ở lớp layer 1 này, tôi nói nhanh là BOC của chúng ta nằm ở trong lớp layer 1. Thì chắc hẳn BOC của chúng ta là cái gì thì anh em search Google, hoặc là một số anh em đã biết làm việc rất là quen rồi, thì những cái BOC là đọc được cái tín hiệu ở hiện trường ha, hoặc là chúng ta điều khiển lại, ví dụ như đọc tín hiệu từ cảm biến đi lên, hoặc là đọc tín hiệu từ đồng hồ có giao tiếp 485 đi lên, hoặc là đọc những cái DI tiếp điểm input đi lên, hoặc là điều khiển lại, ví dụ như điều khiển được cái DO nó đóng mở ha. Nhiều tác vụ lắm, nhưng mà tôi chỉ liệt kê ra vậy thôi. Ngoài bên cạnh này thì chúng ta có những cái bộ nhỏ hơn là bộ gọi là IO module nha. Thì những cái bộ IO này á thì nó cũng đọc được những cái này, nó đọc được những cái con cảm biến này ha, và nó chuyển đổi giao thức, nó chuyển từ các cái ngôn ngữ, ví dụ như chuyển 420 này thành cái những cái tín hiệu dành cho BOC đọc được, hoặc là dành cho cái hệ SCADA đọc được, có thể bắt tay với nhau nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái bộ liên quan tới gateway. Tại sao chúng ta cần cái gateway? Trong một số trường hợp thì cái mạng của chúng ta, BOC của chúng ta sử dụng cái giao thức, ví dụ như Ethernet IP, thì không thể nào đọc được cái RS485 Modbus RTU này, thì chúng ta sẽ sử dụng những bộ chuyển đổi ngôn ngữ là gateway, thì chúng ta có thể đọc được BOC. Ngoài ra cái gateway này mình có thể là chuyển trực tiếp cái dữ liệu này đi lên về hệ SCADA luôn, thì tôi sẽ trình bày ở lớp cao hơn ha. Rồi đó là cái lớp layer 1, các bạn có thể hiểu như vậy. Còn một số thiết bị nữa, nhưng mà đây là những cái thiết bị điển hình phổ biến. Sau khi xong cái layer 1 này thì mình sẽ tới cái lớp layer 2. Tôi sẽ gạch chỗ này. Layer 2 là cái gì? Rồi layer 2, chỗ này tôi ghi thêm là layer 3 ha. Rồi các bạn biết, nếu mà tôi xin phép là tôi gạch thêm một đường chỗ này, tôi viết thêm nha. Ở layer 3 thì tôi sẽ xin liệt kê ra như sau là hệ SCADA của chúng ta, hoặc là DCS, vâng vâng, nó nằm ở lớp này. Nhưng mà anh em lại đặt câu hỏi rằng, ủa lớp 2 này là cái gì vậy? Thường là tôi nghe những cái thiết bị, từ thiết bị cảm biến, tiếp điểm, kết nối vào BOC, hoặc là kết nối về module IO, là tôi dẫn trực tiếp lên cái hệ server chỗ này rồi ha. Như vậy sao có một cái lớp chỗ này nữa là như thế nào, tôi chưa hiểu. SCADA là gì, DCS là gì, anh em search Google nha. Ví dụ là cái hệ thống giám sát toàn bộ cái thiết bị này, nó phải tập trung vào một cái phòng server nha các bạn. Tại vì tại phòng server này chúng ta sẽ giám sát toàn bộ các thiết bị này ha. Rồi sau khi mà chúng ta đã biết được hai này rồi, thì cái lớp layer 2 thì tôi sẽ xin giải thích như sau. Anh em biết được rằng là nếu mà chúng ta
cái nhà máy của chúng ta nhỏ thì tôi không nói gì, nhưng mà nếu nhà máy của chúng ta chia ra nhiều phân khu khác nhau A, B, C, D gì đó, mỗi phân khu cách nhau chừng 500m, 1 km, thì cái vấn đề nào, cái chuyện gì sẽ xảy ra? Thứ nhất là anh em phải biết được rằng là cái khoảng cách quá lớn thì chúng ta sẽ cần một cái mạng truyền thông tin cậy, có thể là kết nối các trạm lại với nhau, đúng không? Ví dụ như từ A qua B 500m, từ B qua C 1 km, tại vì trong nhà máy đi đường vòng nó rất là xa, thì chúng ta cần những cái thiết bị, chúng ta cần những module kết nối lại. Thì chỗ này tôi lớp layer 2 này tôi sẽ sử dụng những cái bộ gọi là kết nối giữa cái hệ này với cái hệ này lại với nhau. Thì chỗ này tôi xin phép được liệt ra như sau, đó là những switch chuyển mạng, switch chuyển mạng ha, chỗ này gọi là switch. Nó khác với switch dưới này nha các bạn, cái này là công tắc on off nha, còn trên này là switch lay switch thôi, tôi sẽ viết tắt là vậy là ok rồi ha. Rồi switch 1, switch 2, rồi nó nhiều phân khu, switch 3, switch 4 đấy, nó nằm rải rác. Mấy cái này tôi gọi là thiết bị chuyển mạch, switch. Rồi thì những cái thiết bị này nè, nó nằm rải rác để nó kết nối với BOC. Tại ví dụ như tại trạm A kết nối với BOC A, tại trạm B kết nối với Ion Module B, rồi tại trạm C nó kết nối với Gateway, rồi trạm D nó kết nối với một BOC khác nữa, đặt phân tán. Thì những cái hệ layer 2 này nè, mục đích của cái hệ này là đưa kết nối các tín hiệu này, ví dụ như từ BOC tới hoặc là Ion Module Gateway gì á, tới những cái thiết bị này nè, nó ngắn, ví dụ như khoảng 20-30 mét đổ lại thì ok, tại vì nếu mà 420 thì 20-30 mét bình thường đúng không, thì kéo về BOC RS485 thì tối đa được 1200 mét, nhưng mà thông thường á thì tôi sử dụng cái giao thức này thì tôi kết nối khoảng 200-300 mét về gateway, rồi công tắc switch này on off thì tôi chỉ kết nối mấy chục mét về BOC hoặc là về module IO thì đó, mấy chục mét thôi. Nhưng mà từ cái hệ này nè, ví dụ như từ đây trở lên thì tôi sẽ sử dụng là cái kiểu là truyền thông theo kiểu TCP ha, TCP. Thì những cái trạm này á, từ đây đổ lên nè, từ đây nè, đổ lên nè nha, thì tôi sử dụng TCP, Ethernet TCP, hoặc là cái TCP nói chung đi nha. Tôi có thể là đổ lên đây, BOC đổ lên đây, IO module đổ lên đây, rồi gateway đổ lên đây, vân 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 vân. Đó, TCP. Rồi, thì những cái module này đặt phân tán thì tôi kết nối lại với nhau, 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 kết nối lại với nhau. Sau khi kết nối lại với nhau rồi đó, thì việc tiếp theo là gì? Việc tiếp theo là tôi kết nối về layer 3, cái lớp layer 3. Thường ở cái lớp layer 3 này, tôi xin vẽ ra như sau. Nó cũng sẽ có theo nguyên tắc là hai con switch. Ví dụ như chỗ này thì thông thường tôi vẽ đúng cái ở nhà máy tôi đang làm ha. Nhà máy tôi đang làm cho nó tiện. Rồi chỗ này là như sau. Nó sẽ có hai con switch chính nữa. Đó, switch này người ta gọi là switch core. Switch core có nghĩa là switch gọi là lớp layer, có thể là layer 3 đó nha. Rồi, thì từ đây con switch này là nó kết nối lên đây. Rồi từ con này nè kết nối xuống con switch này. Đó, rồi từ con này nó kết nối qua lại với nhau. Tại sao nó có sự kết nối như thế này? Mất con switch này thì còn switch này nha, cũng là switch, mà chỗ này là switch core, switch chính á nha, nó gom hết toàn bộ tín hiệu về đó. Rồi thì ở tại cái vị trí này thì những cái hệ, ví dụ như máy tính PC của chúng ta chứa cái hệ DCS PC á, thì bắt đầu nó mới kết nối với sử dụng cái Ethernet kết nối với con switch này nha. Đấy, hoặc là những cái hệ controller vân vân thì kết nối với cái hệ thống này. Rồi, là liệu là sau cái lớp layer 3 này mình còn lớp layer nào nữa không? Còn thời lượng của chúng ta thì ngày hôm nay thì chỉ nãy giờ mình nói chuyện cũng được 15 phút rồi. Thì cái video ngày hôm nay mình chia sẻ nó chỉ tới đây thôi. Còn anh em mà muốn nghe thêm về cái giải pháp này thì hãy đón xem video tiếp theo nha.
thì mình sẽ chia sẻ là trên cái lớp layer 3 này sẽ là cái lớp layer nào nha, một cách chi tiết, một cách gọi là bao quát nhất dành cho các anh em. Rồi, xin chào các anh em và hẹn gặp lại các anh em ở video tiếp theo nha.